Sân vận động tỉnh Bạc Liêu nằm trong khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu, được bắt đầu xây dựng từ năm 2022 trên diện tích 4,4 ha tại phường 2, thành phố Bạc Liêu. Dự án có tổng mức đầu tư 367,5 tỷ đồng. Sân vận động với thiết kế 2 khán đài, với sức chứa khoảng 8.000 khán giả. Chỉ có phần trung tâm của 2 khán đài có mái che và dự kiến lắp đặt toàn bộ ghế ngồi. Cũng sẽ có một đường chạy 8 làn tiêu chuẩn bao quanh mặt cỏ. Bên cạnh đó còn được trang bị hệ thống chiếu sáng. Đến thời điểm hiện tại, sân vận động đã đạt tiến độ khoảng hơn 80%. Phần thô của 2 khán đài đã hoàn thành, nhà thầu đang tiến hành lắp đặt mái che trên khán đài. Sân vận động dự kiến có thể đưa vào sử dụng trong năm 2024. Được biết, Bạc Liêu hiện là một trong những tỉnh vẫn chưa có sân vận động quy mô và hoàn chỉnh tại Việt Nam.